Ok, hello. Xin chào các bạn nha. Chào các bạn đã tới làm channel của mình nha. Mình là chơi game Money các bạn. Hôm nay mình sẽ tụi chơi tựa game Hexit ha. Tựa game Minecraft các bạn nhưng mà mod Hexit á. Như vậy tập trước thì mình đã đánh nốt, đánh xong hết cái lâu đài này rồi các bạn. Đó, thì mình đánh con mod tên cuối cùng có tên xong ha và clear hết mấy con lính ở trong đây rồi các bạn. Nhưng mà thì lâu đài rất là bự luôn. Tại hôm nay mình đang dự định mình sẽ xây một căn nhà riêng cho mình ha, để mà mình cất bớt đồ thì hay mình đồ mình có chừng đồ luôn, có chừng nhiều đồ hứ rồi, có hứ có chừng hứ luôn các bạn. Nên là giờ mình đang muốn xây một cái nhà cho mình ở ha. Nói chung là mình cũng đang có dự định là mình sẽ ở sẵn ở trong mấy cái lâu đài bự chà bá sẵn các bạn, để khỏi phải xây làm biến xây quá. Mình cũng làm biến xây lắm ơi. Thôi mình cũng thôi nghĩ là mình có nên tự xây nhà cho mình không ta? Cái gì? Ô đây nó cũng có mấy nhà có sẵn nè bạn, mình có ra mình ở ké được không ta? Để em coi thử xem sao ha. Chắc nghĩ là sẽ xây ở trong đồng bằng quá ha. Chứ xây ngoài khu tiết này lạnh lắm. Đây cũng có cái lâu đài rất bự này, đây cũng có cái chỗ này. Bên đây xây đây ở đỡ trong đây hết ta. Hay mình ra thử mình coi cái căn nhà ngoài đây coi nó ok không, để mình cái gì mình ở ké luôn khỏi cần phải xây ha. Cái lâu đài này thì mình đánh nó phá nó bể tùm lum rồi nên là mình không ở được rồi. Nhớ hổng con Reaper nổ cái bụng cái bánh nhà đóng luôn. Nói chung là nếu mình ở trong cái lâu đài này cũng ok đó, tại vì trong cái trong đây nè có mấy cái nhà nhỏ nhỏ đây nè, mình thể ở mấy nhà mini trong đây nè. Mà thì đây cái nhà này nó bị bể của chân bể rồi, phá nát luôn rồi. Reaper hổng mới nổ chứ nè, bạn cha này chứ ăn không ngờ gọi thích đi phá không à. Ok đi các bạn, mình giờ mình thu dọn đồ đạc rồi mình đi ha. Đấy, thu gom thịt chi sắt lại ha. Quá chừng hứa luôn á. Mình nghĩ là mình đi chỗ khác hả? Mình có nên qua mình đào một xíu obsidian ở bên đó không ta? Bên đó có hạt chì hạt ở đó các bạn. Đào mốt cần gì làm thì làm ha. 21 mình rảnh thì mình ra đây mình đào rồi. Bây giờ mà mình đứng đây mình đào cục này hơi lâu à. Cục trà bá này. Nhưng mà hát nhạc thì mình cũng rất là cần luôn. Làm ở hát nhạc trong đây thì làm rất là nhiều thứ luôn á. Nên là cuộc hát nhạc bị chà bá nè. Nó giờ đứng mình đập cũng hơi lâu à. Nhưng mà thôi đây để nhà nào gặp gỡ thì mình vô mình đập. Chứ giờ đứng đây đập nó lâu lắm. Ok. Ủa sao hết lấy khiên ra ta? Đỡ là phải có khiên chứ ta. À đúng rồi. Để ở ngoài nó mới tự đỡ khiên hết rồi. Mình giờ mình sẽ chạy ra đây. Mình coi thử nhà này ok không. Mình sẽ chạy hẳn ra đây, cái gì mình sẽ xây nhà vào đó luôn ha. Thật ra đang dự tính là như vậy. Đi hướng này đúng rồi. Đi hẳn ha các bạn. Ở trong cái lâu đài bự chà bá này thì mình cũng không có ở hết ha các bạn. Ngại lắm. Có mình ở nguyên lâu đài bự chà bá này hơi kỳ. Vì tại cái lâu đài này nó không phải thiết kế để ở. Ôi đây sẽ có Hexico vậy. Nhiều dữ ta. Các bạn mà kiếm mấy Hexico này các bạn cứ chạy hẳn ra dùng tiết hay thì dùng tiết này là mình thấy cái khu tiết này là cái khu mà có mấy cái Hexico nó nhiều nhất rồi đó. Có Berry tới đó rồi nhưng mà thôi đi. Ok giờ sẽ chạy hẳn hướng này để mình tìm một số hướng à. Cái nhà này nhỏ xíu rồi mình không ở đâu. Này cái chuồng heo chứ cái nhà gì. Ôi nhiều chiếc cái cũ hả các bạn. Đây có cái nhà này bị bể nát rồi. Một con gấu này. Ủa sao bị đổi sáng kìa các bạn. Tới hù luôn. Mình có nên chặt nốt cái cây này nữa không ta? Chắc nghĩa là mình sẽ chặt cái cây này luôn. Chặt cái mình cần thêm gỗ nè. Rồi. Lấy gỗ thôi. Cái chậu này giục đi mình làm biến tầm á. Rồi đi ha nè. Wow, đây có cái núi đẹp thế nhỉ. Nó có xưa kìa các bạn. Nhưng mà không đào đâu. Ok, mình đang tiến hẳn tới cái ngôi nhà trước mặt mình á. Hey. Ngôi nhà đó hả? Ở đủ gì vậy? Ngôi nhà đó thì mình biết rồi. Mình có đi qua ngôi nhà này một lần ha. Chứ mà cái nhà này mình nghĩ là cũng không có đủ để mình ở đâu. Wow. Ô đó có cái Battle Hub kìa các bạn. Ồ, Battle Tower kìa. Hub đánh lộn các bạn, đánh lộn được đồ, nhiều đồ ngon. Còn cái nhà này thì nói chung là nó cũng khá là bự nhưng mà mình biết ở tạm đây ta. À, mình ở tạm đây mình chạy lên đây có gì mình chạy lên đây mình đánh ở đây ta. U. Đây nó có gì tới đây nữa các bạn. Dưới đây nó cũng có gì đây nè. Này cái Hub này từ từ đi. Ở đây cũng có Hub rồi.
không phải cái háp bạn ơi, lộn lộn lộn, ngoài đây là cái gì chứ không phải cái háp, cái háp là cái bên đây, đây nó có cái gì tròn tròn ở đây nè, nhìn nó linh thiêng mọi chữ luôn bạn ơi. Wow, cái gì đây? À, một cái này coi chừng sập bẫy đó các bạn, mà hay sỏi khá nhiều ha, lỡ mà đập đập ổng ổng là chết á. Nên nói chung là dưới đó nó cũng có gương nên mình xuống mình lượm coi nó có gì hết gì đó mà. Ây da ông nội ơi. Ui ui. Ây da. Đủ gì vậy? Ô trái ông nội ơi. Rồi con quỷ bà la xe ở đây nữa. Zombie tùm lum tới vậy. Ông cái gì? Nó chết nó bị kẹt đây rồi. Trời ơi nước này nó bị lỏng rồi. Trời ơi mình giết cái con bà la xe này cái. Bắn cái con khỉ chứ bắn. Bà nội cha mày bắn bắn. Bắn bắn này. Ồ có lòng creeper nữa mà đập hết. Ủa vụ gì vậy? Ai 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 làm sao nó đau. Ôi ôi không dở với mấy con này được bạn ơi. Nó bắn hay đau ít xịu luôn à. Ông anh. Mày nhờ 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 mày thích bắn không? Bắn 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 bắn. Nên bắn trả lại bạn ơi. Nhờ nhờ nhờ. Nói chung là cái gậy này hút máu đó bạn, mình bắn nó có xíu máu nhưng mà nó hút máu lên mình đó ha. Mày đây đây con nhận kia thì mình test thử cái gậy thôi à. Để hút máu bạn ơi. Nói chung là mình hết máu thì mình hút máu được hay gì á. Mà nó cha nó cắn rồi nè. Ủa hồi dipper, dipper, ai da. Thôi bắn cái gậy này vui ha. Nó hút máu thiệt bạn ơi. Nói chung là nó mỗi lần bắn là hút một máu á, một trái tim á. Mà nó cha nó chém luôn gì, sợ gì bẩn. Rồi con nhện này bị đỏ gì bạn ơi. Chứ nó vẫn được. Ông ổng rồi chết nữa giờ nè. Nổ, ừ hay lắm, nổ bắn lòng luôn. Ngay sự anh ơi, anh dipper. Rồi, nó cha nó có con skeleton nữa kìa. Đập mấy cái lòng đi ha, cứ để nó sinh ra quái mình mệt quá. Quái cái đông các bạn, cầm kiếm ender đi cái gì đánh là đỡ được luôn. Bắn hộ. Bắn hộ, bắn hộ. Bắn hộ tao cái, nhìn vô chém này kìa. Cha mày bắn. Đập mấy cái lòng các bạn nó sinh ra nhanh quá. Nói chung mình cũng cấp hai mấy ha các bạn, sỏi nhiều quá ha. Mà nó cha mày sờ ke này. Ây da. Ây da. Mày bắn cái quần đồ mà bắn hoài. Tao ở chỗ này nó không có gì hết tới có ngoài hạt giống với xương mà. Trời ơi, chỉ xuống đập mấy lồng này để có kinh nghiệm thôi chứ không gì hết đâu bạn ơi. Mang gặp cái khu này thì khỏi xuống ha. Xuống chi cho mà tốn thời gian chứ không gì hết à. Lên. Mà cha cái hút này nó ngắn dữ vậy. Nó đủ giống anh. Ây da. Bà nội cha nó xuống đây giờ hết đi đường lên luôn. Bắn cái con khỉ mẹ cha này chứ. Không có rảnh. Trời ơi nước này bị lỗi bạn ơi, leo không có được. Cái ship nó cũng hay bị lỗi nước này lắm ha. Nước nó cứ hay bị kẹt 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 kẹt. Bà đã cha nó đặt vào lóc lên luôn đi. Nó ngay dưới đây rồi. Lên. Muốn chơi mấy cái này nữa các bạn. Mình làm việc chính trị đi, làm việc lớn đi chứ không có chơi mấy con quỷ này làm gì nè. Ok lên được rồi, khỏe quá. Nói chung là cái bên có cái háp đánh nhau luôn cả, sướng thế nha. Mình vô quất cái háp luôn. Hay mình ở tạm thời mình ở tạm cái nhà này đỡ ha, rồi mình quất cái háp luôn. Nên coi coi xung quanh coi nhà này ok không để mình vô mình ở ké rồi. Nếu mình ở ké thì mình khỏi cần phải xây á, khỏe lắm. Ok nếu mình muốn thì mình có thể ở tạm đây cũng được ha. Thôi kệ ở tạm đây đi các bạn. Thì trước mặt mình có cái háp ở đại đi. Ở tạm thôi nha các bạn. Rồi tự chúng ta sẽ tính tiếp ha, di cư sao. Sao nhiều gương dữ ta. Gương ít xịu đúng không anh? Đây bà chế tạo đặt lò xuống nữa ha. Dựng trại ở đây cái đi. Muốn cái gì chuyển nhà cũng được. Hết thì chuyển thôi. Rồi bỏ thịt vô. Ờ khi cung sắt mình đang làm tới đâu ta? Khi cung đâu rồi? Mình đang tới làng khi cung kia mà như thiếu cái gì mình quên rồi. Như thiếu tôi nhờ anh gì á. Không ta. Cái cung này nè. Ủa không phải cung này. Đầu xanh kim ngon nhìn xin so cũng bỏ dưới rồi đó. Bầu mày cha nó bầu ok cung này hả? Ô này cung xương rồi. Iron bow là biết rồi nè. Deja nè là còn hai này với thêm ba tơ nhện, năm thiếu tơ nhện nữa ha. Ô cung này luôn hả? Nhìn xin so với ta là từ đá này với nether đánh với lancerot là nhìn cái cung đỏ chét ngầu dữ vậy. Này làm từ gỗ đỏ hả? Ồ này sừ dưới ta. Ô ender bow nè. Bắn chắc cả cái mũi tên cho mình teleport được. Ui frostbow luôn nè. Ôi mình làm được luôn á. Hay mà còn mấy cục này thì phải làm phải có cái cúp độ mềm mại đào được. Ô crystal bow nè. Ôi mình làm được cái crystal bow đó các bạn. Cái cung
cô một crystal ha, nghĩ nó mình có biết nó mạnh không á, nhưng mà tờ thì đang chiều rồi đó, hôm có bắt đầu đi ha. Đây quá chừng đồ trong đây luôn. Ây da à, tờ hồi lấy ra mình có bớt vô đi ha các bạn. Cái khương quá chừng vũ khí luôn. Ờ cái kiếm này mình giết con boss boss tùm ở trên cái lâu đài ở tập tước đó các bạn. Cho mình cái kiếm nè, mình tùm lum kiếm tên vậy, cất đỡ vô đi các bạn. Quá chừng vũ khí luôn, cất vô luôn, cất cái này vô luôn đi. Nhiều nhiều cái gậy này quá ha, Dark Star nè, mình cất vô luôn, cất một cây cung vô, cất cây cung này vô luôn đi, cất cây kiếm này vô luôn. Các bạn đợi xíu nha, mình cất bắt đầu cái mình qua mình chiến luôn cái háp ở bên sát bên mình luôn á, trời khô máu luôn. Quá chừng khoáng sản luôn nè, có khoáng sản vô, đồng, sắt, tin, aluminium này, kim cương lại trời ơi, hai block rồi kim cương luôn, vàng nhiều dữ rồi, này để đây đi, đĩa nhạc ha, đĩa nhạc cất đây đỡ đi, cất cho gọn gàng, 21 cái gì lấy đồ ra dễ ha các bạn. Ô mình có tơ nhện kìa, ô mình còn kìa, khoan từ từ đi để rác tính tiếp, cất cái đĩa vô cái, kim cương á, trời ơi, tùm lum hết tao nghĩ, vàng này. Cất này vô luôn đi, mấy cái nguyên tố này nữa nè, cất mấy nguyên tố này vô luôn, hết xì cồ nữa các bạn. Ủa nguyên tố nữa, cái lông này làm gì ta, nào mà để chưng hay gì vậy, lông này không làm được gì luôn á các bạn ơi, không biết là gì thôi, dục vô đại đi, dục đây đi ha. Này bơm á, đủ sao có bơm này nữa, bơm á đủ dữ hả, rồi dọn xíu đồ nữa, còn nốt hai ba lô luôn, tờ rồi sẽ nhiều đồ gì á, ám này mốt là kẻ sách được, lấy cái nguyên tố ra mình cất vô đây cái này làm gì ta, nhìn thấy đủ chưa, này cất mấy nguyên tố này vô đi hả các bạn, nguyên tố này làm được có nhiều thứ á, tạm thời chứ cất vô đi các bạn, đợi xíu nha, mình cất đồ cái hay là mình cắt đi ha các bạn, đợi xíu nha, thì mình sẽ tờ lại sao thôi, bây giờ mình cất đồ vô gương cái ha. Ok hello bạn nha, mình tả lại nè, thì cuối cùng mình đã cất xong đồ hết tên hả các bạn, thấy để giường rồi để cái đèn ngủ nữa, đèn ngủ gì nó đủ hả các bạn, chứ mà đèn ngủ này thể teo được và thể để ở dưới được hả các bạn, nhưng mà để teo đỡ đi, tạm thời mình cứ ở đây đỡ đi hả các bạn, nó dọn dẹp đồ đạc ở đây hết đi, rồi nó thì cất đồ gọn gàng hết tên hả các bạn, nó đồ nào ra đồ nấy ha, đó rất là gọn gàng không. À, giờ thì bắt đầu chế độ ha, mình đang tính chế thử cái kiếm mà kiếm bằng xương thử ha, mình thấy nó rất là đẹp, tán tán như ngầu ha, mình chế thử coi mạnh không, rồi mình lên chim chém thử mấy con quỷ, không muốn con quần kia nữa, khoan em lấy tên nhận cho lát mình chế cung luôn ha. Đây thì đầu lâu với xương nè, là hướng cây đi hết bạn, coi mạnh không, ở đây nè, đây nè, đó được cái kiếm Sukuza Sword hả các bạn, cái kiếm đầu lâu khổng lồ, nó cũng đang chém mà đỡ được luôn hả các bạn, chắc chắn rồi mấy cái kiếm bự này vậy rồi, để lát mình lên mình chém thử coi nó mạnh cái nào ha. À, còn là được gì đúng không ta, cái này không có được, lại được mấy cái kiếm luôn mà thấy không, ghê không, đủ gì vậy, wow ồ ồ là cái kiếm bự khổng lồ này đó các bạn, cần cái cán handle nè với hai cục kim cương nè, ôi làm thử cái này chúng ta, cái này cũng dễ làm nè, ok làm thử đi, làm sưu tập vũ khí đi hả các bạn, mình thích sưu tập vũ khí đó, để lấy cục sắt ra cái với hai cục kim cương, một cục sắt à, ủa một cục sắt thôi chứ, với hai cục kim cương, một hai, ok hai sừng, chế thử cái kiếm đó luôn, hai con nó có mạnh không, đấy cần cái handle tôi hả các bạn, à. Và đây đây, ủa không phải hả, đây ô là được con dao luôn đó các bạn, danger nè, mà thôi làm cái kiếm bự đi, big sword kiếm bự kiếm khủng mà đó à, mà nhớ mấy kiếm bự này, mấy kiếm bự này gầm chục phải ít tiêu được bạn ơi, à, chơi skill chứ không phải ít tiêu đâu, wow khá là ok đấy, để mình làm test nó, mình quất lên tháp kia, mình quất luôn đánh nhau tới đó luôn, giờ thì mình làm cái cung, cái đang tới làm cái cung bầu nhớ đủ gì rồi, xúc tiêu rồi, ủa xúc tiêu các bạn rồi, nó lộn nút cái nó mất tiêu gì á, đủ gì xúc kiếm mà nằm dưới đây không nội, đủ gì á, đâu vậy, đủ sao tôi mất cái bên đó rồi, Dũng Anh, thằng cha nó,
Khoan, mình xíu để mình tìm hiểu, mình bật lại cái đủ gì, bấm bấm nút gì cái nó mất tiêu rồi. A few moments later. Ok rồi bạn nha, mình tở lại nè, đủ chứ. Trời ơi, mình biết bấm nút nào bạn ơi. Bấm nút O các bạn, chúng ta bấm nút O để tắt này ha, và bấm nút O nữa để mở lại ha các bạn. Mở lên mạng coi lại, trời ơi, tự nhiên bấm cái mất tiêu xanh cái mặt mày luôn bạn ơi. Đủ chứ. Nè, bấm O tắt ha các bạn. Ok, nút O ha. Mình đổi sang số kỹ ta, số kiếm mà để dưới đây đủ gì á. Kiếm nó đủ gì á. Cái kiếm này thì không có các bạn. Cái kiếm này nó cũng cầm rồi thấy không? Mà cái kiếm này sao nó để dưới đây ta? Nó đủ dưới ta. Thôi kệ đi các bạn, mình xạo quá. À, chung thì cái mũ mình nó cũng sắp hơn, nghĩ là sẽ đổi mũ cái đi ha, mình lên đánh nhau để tỉnh. À, xài mũ sắt rồi đấy. Cái mũ chain helmet này cũng mặc cũng ok đó các bạn. Mình có thể làm được á. Thôi làm biến làm nó có sẵn thì mình cứ xài đỡ đi ha, làm biến làm quá. Rồi còn gì hot không ta? À mình tính lại cái cung mà quên. Bow. À, làm cái laser bow đi. Có chừng cung thì nói chung là rất là nhiều loại cung đó các bạn. Crossbow có cung kim cương không? Có chứ, cung kim cương là cung crystal mà hát bạn. Ender bow nè. Thôi làm cái cung laser bow này đi ha. Mình cần đây. Ok, mình có đủ hai cây cung luôn á. Ê da da. Chiến bò luôn ơi. Rồi, cái cung mình có cái đâu rồi nè? Đâu sao? Bấm lộn vô giường luôn. Ok, cung mình có cái đâu ta? À đây, hai cây cung nè. Với một cục sắt nữa. À, ok đó. Đây laser ball các bạn nhớ công thức à. Đây. Đây. Đây nữa hả? Ủa. Đủ vô quên này bạn ơi. Ủa đúng rồi mà ta, chứ hỏi. Ủa sao nó ra ta? Hai con sắt. Sắt này với này đúng rồi. Ủa đủ gì vậy? Rồi xếp ngược lại vậy. Cái tụi như nhau đó. Hay là mình xài gọi nó cho mình ghép ta. Nó đủ với nhau anh, nó đang chơi kỳ vậy. Lại xài con xíu mà cũng không cho làm nữa. Tớ nó không cho tận dụng bạn ơi. Nó đủ gì vậy, phải làm cho lại cái cung màu sắc rồi. Ai à, trời ơi. Làm cái cung màu sắc rồi. À, trời ơi, thiếu sắc nữa. Nó đủ chứ. Chế quá bạn ơi, nó không cho mình tận dụng, mình mới xài con xíu mà nó không cho mình luôn, đùi chứ. Hey. Được ha, làm cái cung hồn tước nữa. Chế cái mấy cái cung này mệt quá các bạn ơi. Rồi, một cái cung bằng sắt nè. Rồi, laser bow nè, chính hỏi. Này mà không được nó là đùi cái gì vậy? Rồi, hai cái cung này kết hợp ra cái cung mới mà. Thôi hai cung còn nguyên mà nó bắt buộc là phải chưa xài luôn các bạn á, đủ chứ đi. Những cái cung này bắt một lượt hai mũi tên không ta? À đúng vậy luôn bạn ơi, mà sao mình thấy nó có một mũi tên ra vậy? Mũi tên mình để trong đây nè các bạn, đủ gì á cung nhá, đủ gì á, rõ ràng để hai mũi tên bắn ra có mũi à. Lại coi á, đủ gì không anh, bắn ra một mũi hết nè, á đủ gì á, bên cung bắn á đủ gì á. Như hai mũi bạn ơi, nhìn kỹ như hai mũi á, hai mũi nó cắm vô cái tượng gì á, mình coi coi. Ừ đúng rồi, hai mũi gì á bạn ơi, mình cũng biết nhìn không có rõ, nó sát bên nhau luôn. Ảo diệu, thôi kệ, không quan tâm ha. Rồi giờ mình nghĩ chắc mình lên chiến cái tháp bên kia để mình lấy một xíu đồ quá. Rồi mấy này mình cất vô đi. Tôi nhờ anh đâu đúng ta. Tôi nhờ anh cất bên đây chứ, lộn tiện rồi. Ờ xong mấy cái gậy nè, này mình cất vô túi này luôn. Đấy, bấm cái lên 15 mũi tên ha các bạn. Rồi chuẩn bị lên chiến nào, đồ đạc đầy đủ táo vàng luôn. À, cất cái cúp vô đi. Ồ phải cần chứ, không cất này vô đi. Làm biến xài cái cây này quá, cất cái cây này vô đi. Rồi, ok đó. Rồi chúng ta lên chiến với nhau qua tên cái hám ha các bạn, đánh nhau thôi nào. Tập nào chúng ta phải đánh nhau cho nó xuống. Thôi ngủ đi, trời sáng đi chúng ta đánh nhau ha. Đậu xanh ngủ cái thấy nguyên mặt của thằng Steve luôn à. Nó đủ giờ. Ok vậy đó bạn ơi, quá sướng luôn. Rồi giờ chúng ta đi luôn ha, còn gì nữa đâu. Hết trước mặt luôn, lên chơi luôn ha các bạn. Tập nay mình chuyển nhà với mình. Ủa nói chung mình không phải chuyển nhà nhưng mà nhập cư với mình đánh nhau trên tháp ha các bạn. Có con Enderman à, đủ giờ đâu rồi. Lại đây cô. Nó không lợi luôn kìa các bạn, đủ giờ. Slam này nó, ủa con Enderman nó bị gì, nó nãy hiện quá bạn, dưới cái salon nó có đeo cái ba lô Enderman nè. Con này con Enderman hiện, nó dưới bạn ơi, đánh nó chạy mất tiêu luôn, hả đủ chứ hả, kỳ vậy.
mất cái ba lô rồi này, mình thấy nó có đeo cái ba lô này, đều men sau lưng mình tính lấy rồi mình chơi cái ba lô nó mà nó đi rồi. Này khô thiệt chứ, chạy rồi mọi người, thôi kệ trái đi ha, vô chiến trong này đi các bạn. Rồi vô này là khủng bố cái hát này thôi nào. Khi chúng ta đánh xong cái battle tower này thì chắc chắn nó sẽ bể này, kìa kìa cái chỗ đó kìa, cái chỗ mà tên bản đồ nó bự chà bá, nó vuông vuông nè. Á đủ gì á, nó có cái hát bằng nether hay gì nè các bạn, đây nè, tới đây nè, đây thì nó có làng qua đây luôn. Á đủ với ta, phải mình đi xíu nữa mình thấy cái làng mình vô đàn, vô làng mình định cư trong làng cũng được đó. Ở đây cô đơn quá, khoan để lát mình vô xa đi ha. Wow, khá nhiều công trình xung quanh mình á. Rồi thôi mình vô mình chiến cái trong đây cái đã, tầng một chắc chắn chứ chưa có gì đâu, mình đập luôn đi, chiến cái hát luôn. Có đủ gì đó, nó ra tới mọi người, để em thử ha. Bùm, trời ơi cái năm đam em ơi, không có mạnh lắm ha. Skill bùm, bây giờ skill này skill gần không có xa được mọi người, gặn 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 mà lại đây mày, đây đây chính đam luôn các bạn, càng gặn càng lâu càng càng nhiều máu à. Nhìn ui 14 đam luôn mà gặn hơi lâu ha. Nhìn nói chung cái kiếm bự này cũng ok đó, nhưng mà test thử cái kiếm xương này coi nó nhiều đam ha. Ồ bi ngô với mũi tên nè, với đá nè, mũi tên này nghĩ là sẽ cất ra luôn. Bùm, wow lên 33 mũi tên luôn nha, khỏi cần chế thôi mà. Wow mà nhìn mình như con nhím luôn à. Ồ nhím sự tiếp, ui đủ gì á, mà nó cha nó sợ hở xíu nó cắn mình liền mọi người. Thôi mình lên chơi tiếp ha, nó cầm kiếm xương này ra thử ha. Bắn coi, ồ 7 đam hả các bạn. Ồ 7 đam thì cũng hơi yếu á, vì cái kiếm này này ender của mình thì 13 đam hay gì á, kể 7 đam là cũng được, 7 đam như mình nhớ nó không nhầm thì nó bằng cái kiếm kim cương thôi chứ. Trời ơi kiếm bự này chém hơi lâu đó bạn ơi, cái nhện này cắn khó chịu quá, cắn bị hiệu ứng độc. Ô chơi kinh nghiệm nè, với cái này để xây nhà thôi, than xô nước đồ ăn giúp cái này luôn hả bạn, nó xuống bùm này thường. Trời ơi nhiều đồ sàn sàn này, cứ dục đại đây mốt mình sắp xếp lại sao hả bạn, dục này luôn đi. Chết mình quên tầm mấy cái cây mấy cây nẻ nhà SNC nè, mấy cây kinh nghiệm nè, hai đêm chạy xuống mình tầm cái rồi mình vô đây mình đánh tiếp ha. Hay dạ thốn thế nha, về nhà tầm hát bạn, mình đánh xong chắc nó xong hát này chắc nó lớn lên á. Ok tầm sau nhà đi ha, thôi tước cửa nhà luôn đi, lay tầm đây nè. Đấy đập tiếc rồi nó mới cho tầm hát bạn. Ây da, ây da, ây da, đổ xanh, đổ xanh. Rồi ok, tổng đỡ vậy đi hả bạn, mốt mình thu hoạch sao. Rồi giờ mình vô mình chiến tiếp, qua, có sát cái dạng ở bên đây nè. Nó đủ giờ có con ngựa tắn đó nữa, có con gấu nữa. Thôi kệ đi hả bạn, có Reaper đứng đợi tổng kìa. Đứng đợi mà không ai vô chơi nữa đâu, không rảnh nè. Rồi chúng ta vô đánh tiếp nè. Bên đây sao nó có cái tầng như vậy, đi xuống được nữa hả, à, bí rồi. Tưởng nào nó còn xuống được nữa chứ, nói chung đây là tầng hấp nhất rồi. Bà nội cha mày bắn cái con khỉ nhường. Ô cái kiếm ender này 14 đam chứ, còn kiếm kim cương nhỏ này nhiêu đam này, 8-9 đam nhưng mà chém rất là nhanh hả. Cái cung ô cái kiếm này nè, đây kiếm này đây lên chơi khô máu luôn rồi, đụng gọt thôi. Ok xong tầng 2 các bạn, giờ lên tới tầng 3 nè, thì nghe tiếng nó sột sạc tới nó. Ui 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 bà cha nó bắn dữ dằn quá. Nó mày nhường chưa, thấy bà mày chưa, bắn đi nè, đúng rồi bắn đi, nó bắn nhau cắn nhau đi, thì nó bắn nhau dính nhau nó cắn nhau đó bạn, mấy này ngu lắm. Bây giờ bà nó cha mày, ui trời ơi nó bắn liên tục luôn bạn ơi, mấy quần tôi kêu xuống kiếm chuyện nữa, nhiều chuyện đó không anh nhường. Trời ơi đập nốt thôi các bạn, chúng ta giọt. Bây giờ bà nó cha đang đập. Ô cái cúp kim cương mình gõ 5 đam chứ, chứ không giỡn được hát mày. Con kiếm sắt như dịu sắt như này. Ô enderbur nè, enderfur này cần này, mốt chế đồ cần á. Cầm chiếc này chém cho lẹ, dứt sữa luôn. Nhồi nhồi nhồi, bố lá bố thấy cái quạt. Ui 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 ui. Ui đông với giống anh, tùm lúc giấy. Con nhện này khá đông các bạn, còn là sinh ra nhện như zombie không à. Lên được cấp 3-4 rồi kìa bạn. Ôi súp nè, ăn cái súp không, mà không mình không có đói. Mấy cái linh tố nè các bạn, cất vô đỡ đi. Tầm luôn mới tao vậy này, dục ngoài đi, tơ nhện xương này nó này chi kinh nghiệm. Ui da đậu xanh nó đủ gì á. Ok nói chung là có gì mình cứ lấy đỡ đi ha các bạn, lấy gì mốt về tính sau. Thôi lấy để cho nó chợt nhà vậy á, cho nó vui nha. Rồi chúng ta lên tiếp tục nè,
À, gì nữa không? À, có con cu skeleton này. Sao có mình mày tới đây vậy hả? Người ta chưa đưa mày ra pháp tường sao? Hay lòng mà thấy của mình á, chắc chắc tại nãy nãy mày đánh dưới chứ mấy này xuống nhiều chuyện nhớ chết hết dưới gì. Này cái gì quên này ta? Tê túc hả? Ô la rock này ngon lành chứ. Bút xeo nè, ngon. Này 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 này, này đỡ đi. Để em cất vô. Về mình sẽ dọn. Đấy. Ủa lượm thịt zombie vô hoài ta. Rồi tiếp hả các bạn? À, đói quá ta. Ăn xíu đi. Rồi cất cái gậy vô đi, vô đây cầm gậy làm cái gì? Cấp 35 luôn hả các bạn? Ô đây từ từ nó bắt đầu nó bể bể dần dần, nó càng lên ra thì nó càng bị bể dần hết, bạn đánh nhau thì cẩn thận đừng bị té. Té sắp mặt con này quá nè. Kim cương với cái Magic Essence này ngon lành cành đào luôn các bạn. Cái này chế thì cũng hơi mệt đó, đó. Dạ. Đó, chế từ tất cả loại nguyên tố cho là khá là mệt, chúng ta cứ lấy luôn ha. Đó, mốt làm cái gậy mà bay cho nó xuống. Nhìn con quần này nó cứ bắn vậy. Mày bắn con nội mày hả? À, đồ chứ. Ngon rồi, nó cho mình mấy cái Magic Essence này quá là ngon lành luôn. Này sự giống anh cái cài gót về nè bạn, nó đủ vậy á. Rồi đang cất đồ cho cắn cái nó rớt xuống luôn, rớt xuống luôn ạ. À. Hay lắm. Còn nó rớt xuống chung với mình là thôi, nó kể cha nó ha. À có mình mày tới đây à, thì ra mày tới đây nhiều nó nó đủ gì á, nó đủ 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 bắt kia nó bắt đầu nó khùng nữa rồi kìa, nó quần quần. Nói chung là tên mấy cái mỗi cái battle hát thì chắc chắn sẽ có một cái con boss thôi, con này nè các bạn. Mà nói xịu à, mà thôi chúng ta khoan khoan chơi nó, chúng ta lên lượm độ tên tầng cao nhất tước đi hà, chúng ta xuống chơi nó mà đậu xanh nó để cái gương bà cha nó rồi. Ù già thôi mình xuống mình chơi luôn đi ha. Ô kia có cái háp kìa, đứa này ngắm cảnh xíu. Nói chung là sao nhanh với ta. Ôi kia có đảo Seram kìa, nó cứ quần quần dưới vậy á, bạn khỏi cần phải xuống đánh nhá, bạn đứa tay mà bắn nó cũng được, con này cứ thoải mái ngu bắn 5 đam hả các bạn. Mà cha nó khôn dữ à, bạn nào muốn nhanh thì hãy xuống chém đó, nhưng mà mình sẽ xuống chém đó. Mà cha nó cứ bắn bắn vậy á, nhưng mà không hấm đâu nhiêu đâu bạn ơi. Con chung là mấy cái battle hát này các bạn có full set kim cương hoặc full set sắt hoặc là gì đó thì các bạn hãy đánh nó được rồi, nó yếu xịu rồi, có 150 máu rồi, cái kiếm này chém thì mười mấy máu ha, nó chết ngắt cả các bạn rồi, lụm đồ giọt thôi. Ôi đầy gương ông nội ơi. Ui ui hết chuẩn bị nổ bạn ơi. Giọt 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 giọt. Giục đồ vô lẹ giọt bạn ơi. Ui thuốc cùng lụm luôn vậy. Ui 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 khoan từ từ anh ơi. Anh đang lụm đồ. Ui da đậu xanh nó nổ vậy. Ui giọt 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 nó nổ bạn ơi. Ai 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 nổ hay té sắp mặt bây giờ. Chạy 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 chạy. Các đồ rớt xuống rồi mình lụm tiếp hết, nói chung mình lụm cũng sắp hết mà sao mà tầng tên trên cùng nó có cái gương mà sao mình không thấy ta, hình như cái đám khác này bị sida hay đủ gì á. Trời ơi trời trời nó gớt. Nó bể để bể. Chạy lẹ nào anh ơi, chạy chậm nổ cái bà giờ nè. Nói chung quá thì cái hát battle này đánh rất là dễ luôn, vô xíu là nó bể nát rồi. Nó chui ra. Nói chung là nó nổ tới đây thôi chứ không có nổ hết đâu bạn ơi. Sao đồ nó hết tơ ta? Hay là chạy lên lượm lại. Lượm kinh nghiệm nữa nè. Đó, nãy mình thấy có cái gì nữa mà có cái lọ hút gì nữa. Hi. Nhiều hết đây mà, kệ. Okay. Sao cái hát này không có đồ ngon ta, thường thường nó cho mình đánh mấy hát này thường có hay có cái kiếm Ender Silent Sword này lắm á, mà mấy thứ mà hay ho hơn nhiều mà sao đậu xanh mấy con quần slam nó nhảy từ kia nhảy xuống nữa nè, mình nói thấy nó nhảy xuống đâu đây nè, nè đúng rồi. Wow, đánh nó cho mình cái này hát bạn. Ôi quá chừng mấy cái Stone Slab như vậy ta, dục xương này đi thôi, về cất đồ đi, mình đi qua kia mình khám phá nốt đi, mình kết thúc tập luôn. Đây có thêm một cái battle tower nữa nè, đây có làng, đây một cái hát nữa, đây nó hấp nữa, mùa hai hấp sắp bên nhau luôn các bạn, này hấp băng này hấp hấp thường, đây thì lâu đài đủ kiểu, đây thì có cái hấp khá là hay ho ngoài đây, lát mình ra mình coi thử có nhiều hấp ngoài không, thì mấy cái SNC nè, mấy cái cây kinh nghiệm đang lớn rồi nè các bạn, mấy bụi cây nè, đợi lớn lên chúng ta hãy thu hoạch được kinh nghiệm ha các bạn, nói chung giờ mình cũng cấp 36 rồi chứ không giỡn được, mà cái mấy cái thứ lên tên này nhiều quá, cứ cất đỡ ra đây ha các bạn, cho mình nhiều đồ tụi lắm tên, kim cương thuốc nữa nè, thuốc tạm thời sẽ cất nó vô đây. À mấy chai kinh nghiệm nó đập luôn, lên cấp thôi các bạn, lên cấp nhiều đây, mới cấp 37 với ta. Cái túi rồi, cái túi này em cất vô rồi, túi này hả, không phải túi này, à đúng rồi tùm lum hết ta ha, ngoài đơn xíu mình cất vô cái đó. Ờ có cái cung này nữa chứ, nó cho mình cái cung Sida nữa. Rồi. Nó
nhớ mới lấy nguyên tố này rồi mà ta sao nó mất tiêu rồi. Thì cùng này là quá ha, nó quá tạm thời mình làm biến cầu nó cho nên là cứ cất đỡ vô đây đi các bạn. Cái ai giám sát nè, cất đỡ đây đi. Chơi kinh nghiệm cút sẻn nhiều rồi đúng rồi vậy. Kệ sát thì cứ tạm thời cứ đỡ đây các bạn. Kiếm nè, sẻn nè, cái cây kiếm vô đó các bạn, chán quá. Chiếc này hay nó cũng nhanh hư quá ha, kiếm này cũng chán quá, cắt vô luôn ha. Là mình test thử thôi, review thử ha các bạn. Như vậy này cứ cất đỡ ở đây đi ha. Bí ngô nữa tại sao có bí ngô đây như vậy. Ok, cất nốt vô rồi mình sẽ bắt đầu đi tiếp. Ok nha. Ok, quá trình trai kinh nghiệm nè, cất xương vô cái. Mấy cây này cái gì ta, lát mình làm tòng thử ha, mày biết hả các bạn. Tòng thử là biết chứ gì. Ôi thuốc đó nè, thuốc anh em hả, anh em mình mới nghe tên luôn á. Thuốc này thuốc Electric General, bơm điện hả, trời ơi giật điện hả. Vui chứ ta, thuốc này thuốc mới gì, thuốc lạ lạ, thuốc trong mod đó các bạn. Cái đồ chứ cài gót vàng nè, gót vàng cắt rỡ đây đi. Ok, xong rồi đó các bạn, sạch sẽ đẹp đẽ rồi đó. Còn chai kinh nghiệm này mình đập hết đi các bạn. Wow, lên. Ôi, không lên được nhiều kinh nghiệm ta, mấy chai kinh nghiệm này ít quá ta. Emergo nè, có cây luôn rồi, Enderpearl luôn nè, kim cương nữa nè. Xong, mấy cái này để mình ra tông thử coi cây gì đây. Cái này cái gì ta, te hả. Nói chung mình tông chơi thôi, chơi đẹp thôi chứ. Beans, beans tail hả, cái đậu hả. À, cái dây đậu hả. Bistruck, cái gì đậu á, cây đậu. Thôi kệ, cứ cất đỡ vô đi, mình cũng biết mấy cái này chắc để tăng tí thôi chứ không gì hết đâu. Đúng vậy, để tăng tí đó. Bà nó chán vô nó kiếm mà lũ mới ghê chứ, con quỷ này không biết đủ sức mình hả. Ngày ngày con này mệt quá. Để mình chạy ra cái hát ngoài đây mình coi thử coi hết có gì hết ngoài đây hả các bạn. Để mình xíu nha, tập nay mình chiến cái hát cho nó bao nhanh luôn hả các bạn. Hát này dễ lắm, bạn mới vô các bạn đi đập đồ xíu, bạn làm giáp mà vô đây chơi được ha, chứ mà không có giáp thì chơi trong đây hơi khó đó. Mà vì mấy quái này vậy thôi chứ đánh cũng hơi đau á. Có chắc con có con chocobo kìa, sờ creeper các mày. Ui, ở đây nó có cái khu này luôn ha, cái khu này khu mùa thu. Wow, creeper ở lộn, con zombie cầm kiếm nó chém mình luôn rồi. Wow, cái nền móng gì thì ớn lạnh nhưng mà anh nhìn khủng khiếp dữ á. Ôi ôi bạn, cái móng nó kìa, móng nó cao nó bự dữ á. Ok, mình gắn mình lên leo lên đây coi, làm kiên gia học cụ. Lên đây thì nghĩ là mình còn phải bành cha dục cháy quá gì á, đủ gì á, tự chơi nổ lén đúng không anh, mà nổ hấm đảo bạn ơi. Ây da da, lên lên lên. Ui bây giờ đậu xanh bài đậu xíu nhá. Hello bạn nhau, tở lại nè, mới nghe điện thoại xong hả các bạn. Ô mình tở lại mình thấy có con nhện bó tới đứng kế bên mà luôn nè. Rare roaming spider the escapist. Wow, ninja darkness. Wow, ninja tông bóng tối. Wow, ghê vậy, nhìn ngẫu vậy. Chúng đây là một con boss rare các bạn, con boss dạng tung thôi chứ không phải boss xịn ha. Ok, chém luôn đi ha, nó đủ gì á. Con boss skill gắt các bạn, chém nó cái là mình bị mù quá. Mù nhiêu giây đây, cũng mấy giây ha. Ủa nó mất tiêu luôn rồi. À thì ra con boss này, con boss này bạn đánh nó ẩu ẩu là nó sẽ biến mất các bạn, thì gì nó ninja đắc hiệt ha, nó để sẵn ha các bạn. Đánh nó cái là nó bay mất tiêu luôn á chứ không có ở yên đâu. Chắc tại nó là ninja đắc hiệt cho nên nó không tấn công mình á. Thôi kệ chai đi ha, mình không quan tâm nó. Nói chung là giết mấy boss đó được đồ ngon mà trận nó mất tiêu rồi, chán thì chứ mất đồ. Qua wow, đây có một cái cây sakura chan nè, còn đợi xíu thôi chứ phải sakura chan đâu mà. Ok, sakura thôi ha, anh đào ha các bạn. Wow, cái hát mình nói rồi, hát mà hát bằng đen đờ bên kia kìa, đen đờ rác ha, đá đen đờ. Còn đây thì có kim cương này nè, nên đào luôn ha. Cái này kim cương hấp nơi trên thế giới luôn ha, đập luôn ha các bạn. Wow, đi vòng vòng chơi cũng gặp được 6 cục kim cương ha các bạn, vui dưới ta. Ôi đây có gì đây nè. Wow, đây nó có nền móng vậy ha các bạn, cái nền móng bự bự đó là nó có cái hầm ở dưới á. Cái hát này sẽ có cái hầm ở dưới ha các bạn, qua cái núi mình nó đá nhiều ha. Thôi coi cái có hát cũng ok phết. Cái làng đâu ta, à cái làng bên đó vậy các bạn, nó có cái làng đó. Trời ơi cái khu này nhỏ xíu à, tuyết không à, xung quanh mình toàn là tuyết không. Đủ với ta sao tuyết không vậy, sao mình thấy sắc mình đào ta.
giờ nó sắt nhiều lắm thì không có cần đào đâu. Không hiểu sao mình đào nữa ta. À, giờ mình chạy lên đây hả? Hi. Sao này cao dữ ta? Cái đồ dữ men. Lấy gỗ đặt đỡ đi ha bạn. Á à, đồ của anh, nó tính đẩy mình xuống chắc luôn á. Nghe nó ra đẩy mình xuống chứ đâu. Mình nhanh tí mình lên lẹ hai bạn ơi là chết này. Ua, boss 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 boss. Bắt re luôn các bạn, bắt tầm tung luôn. Ồ đánh nó bị hiệu ứng quy đờn á. Ây da. Thôi chém nó cỡ 4 5 cái nó mới chết đó các bạn. Con này nó hơi tao á. Chém nó rớt xuống dưới luôn à. Mình xuống mình chơi nó luôn. Mà cha nó thấy mình này. Nhượng 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 đánh nó lẹ các bạn, nó bắn đau quá. Rồi nó chết rồi đó. Ồ nó cho mình cái cây liềm các bạn, skider nè, lưỡi hái chứ. Đây là cái lưỡi hái cho những bạn nào mà chưa biết ha. Ta thể chém như thế này và chúng ta hay gặn được chuột phải luôn các bạn. Đó, gặn vô bắn. Búp. U. Giết nó sẽ có một cái linh hồn các bạn, chúng ta hay lượm được. Mà không chỉ ở nó chứ phải lượm được đâu. Nó linh hồn nó sáng sáng vậy thôi chứ không lượm được các bạn. Nó cho mười mấy đam luôn, cũng khá là đam, khá là lớn các bạn. Mà chém cái mất xác con cụ luôn các bạn, không thấy xác nó luôn á. Bùm. Gần thôi ha, chứ không có xa đâu. Bùm. Đó thì nó giết nó thì nó sẽ không có ra thịt đâu. Nó đủ gì vậy, giết con cụ này nó ra lông thôi. Cây lưỡi hái này chém ra lông ha. Ôi sao cái có cái đồ vậy đây, có kinh nghiệm nữa. Vậy cái Stardust. Ô Stardust hả? Ô Stardust. Stardust chúng ta tay đây nhau quá. Kết cận kim cương với vàng thì ra được cái Starbeam Thoát tợ ra được cái đuốc. Đuốc nhìn sang chảnh với nồi. Mà nó cần ba cái lận. Trời ơi, cái này để làm kỷ niệm chơi thôi. Đây nó có kim cương này nè. Cái cục này nó sáng sáng nó chớp chớp nhìn thấy ngứa mắt quá à. Thôi mình quất xài đi ha, mình vô mình đánh tiếp nè. Kệ cái hát tôi nói nghe bạn. Ôi nó có kim cương nữa kìa. Cái nền móng nó nhìn bự quá. Thì nó thấy không? Bạn thấy không? Ở dưới cái lâu đài này chắc chắn nó sẽ có một cái đường hầm bí mật ha. Giờ mình đánh nữa thì cũng hơi lâu á. Nãy giờ mình quay như hơi lâu rồi đó. Để mình lên cái hát này mình coi đi ha. Hay mình đặt cục kim cương đây, đây có cục kim cương. Kìa, tôi nói kìa. Mình không có block gì mình đặt lên đó ta. Ok, đặt đỡ vậy đi. Lên. Rồi scan là tụi nó vượt mình ơi. Đây có vàng nó nhiều thứ lắm ha. Ồ nghe tiếng nó hồi máu quá. Cái đánh nó gì đâu mà tốn máu gì đâu mà nó hồi máu dữ vậy. Mấy con lính nha các bạn, nói chung là trong dưới đây thì có mấy con skeleton lính á, chứ không phải mấy con lính giống nó trong mấy lâu đài đâu. Wow, nó một đàn heo nữa luôn. Nhưng mà đó thì có cái cây. Ui ui, xem nó rớt à. Sắt ha các bạn. Đây nó có cái háp là chắc chắn như vậy rồi. À nó kìa. Nó mà nó cầm kiếm gỗ ha các bạn, nó yếu xìu à. Skeleton mà mặc giáp. Đây nó cầm kiếm ha chứ nó không có cầm cung. Và wow, thì cái đây là một cái tòa háp ha các bạn. Háp nhỏ xíu thôi, xíu xíu thôi. Đây là dưới xuống đó thì nó có một cái đan sườn dưới đó ha các bạn. Để chúng ta sẽ đi lên thử à. Mình đánh lẹ đi mình kết thúc tập luôn ta. Không biết kịp không nữa. Và wow, đây thì chúng ta thể nó ngắm cảnh ở trên đây ha các bạn. Mở cửa ra. Ô nói chung là háp này thì chủ yếu là để chúng ta ngắm cảnh thôi. Nhìn qua kia thì không thấy con boss ta, thấy có cái gương ở trên cùng mà không thấy con boss, mà mình qua gần rồi mới thấy được con boss ha các bạn. Chứ đứng đây nhìn không thấy con boss đâu. Nó ảo diệu vậy đó. Boss như kiểu tàn hình ấy. Đứng xa nhìn không thấy, gần mới thấy. Boss á đồ chứ. Ok, giờ xuống đây mình chơi luôn ha các bạn, khô máu dây đi ha. Tớ hù luôn ha các bạn, bạn không cảm mình đi xuống xíu nữa này. Thì đây nó bị đỏ nó sáng à. Tớ hù à. Nói chung nó có mấy cái đuốc á, nhưng mà phải mình đập mình cắm lại nó mới sáng ha. Mấy đuốc mà đâu ta. Đứng xíu nó sáng lại ha các bạn, nó sáng lại nè. Nó đạp cửa mở ra. Đó có con Reaper đứng đợi mình sẵn trong đó luôn rồi. Nó chưa kịp nó nổ luôn đó bạn là nó chết rồi. Giờ mình mạnh lắm mày, cái này là dễ thôi, cái đang rừng mà. Có đường lên nè. Ui. Vui vậy, đông dữ ta. Ui 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 từ từ bắn trai. Ôi con quỷ nó cưỡi skeleton này cưỡi con nhện luôn bạn ơi. Skeleton này thì nó bắn cung hả các bạn. Mày bắn cái con khỉ. Nói chung vô đây chắc cài kinh nghiệm quá chứ không có gì hot trên công ai đó bạn ơi. Đánh lẹ mình về hả các bạn. Ok này sợ tiếp tục hả nào. Wow. Wow. Đây là có một cái thảm tải dạo nè các bạn. Thảm nhìn sang tổng ha. Thảm tắn với thảm vàng ha các bạn. Cắm nước đầy đủ ha. Trong đây thì nó để làm gì cũng biết. Xây làm gì ta. Chờ mấy cái hốc này làm gì cũng biết. Đây có cần gạt nè. Bấm vô thì cũng không thấy gì hết luôn. Cái gì á đồ giống anh. Trời ơi vô gặp con nhện đó. Mà mình thấy nhiều có cái đồ để qua đánh gồng nó kìa bạn, Stonehold. Mà nó chưa xong, cái đây có con nhện boss nè.
nhận ra đâu các bạn, nhìn trung bình thôi. Đánh em cho mình gì nè, à cho mình ta dài kim cương luôn, dài kim cương gì đây, protection 2 với field of friendly 2, ok cũng được á. Dài nói chung mình dài mình cũng ok á, dài này xài cũng ok lắm hả mày đó. À, nói chung đây thì cũng có một cái chỗ giống như là stone hole các bạn, mà nó thiếu một cái nè, với hai cái, nó thiếu hai cái các bạn, ba cái chứ, nó thiếu ba cái các bạn, để chúng ta thể tạo cái cổng để qua địa ngục, ô là không qua đánh rồng. Mấy cái này mình chế được không ta, mấy này là gọi là gì mình quên rồi, coi nó thiếu thêm ba cái nữa các bạn, để coi nhưng nhớ là chế được hay gì á, đâu ta, mấy này nó gọi là gì ta, để kiếm thử ha các bạn, nhớ mình có thấy nữa mà. Ở đâu ta, nói chung là gần mình thì có cái hát này cũng ok, nó mất mình khỏi phải cần kiếm cái stronghold chi cho nó mệt, xuống đây tạo cổng rồi quất luôn cho nó nhanh ha, dễ đủ với ta sao mình không thấy ta. Ô đây có một cái giáp gì ngầu quá hả, ô giáp chế từ len hả, dễ chứ hả, mà nhìn ngầu quá ha, còn này là living metal mà thôi bớt xài đi các bạn, đang tính kiếm cái máy này mà, có cách nhanh nhất là chúng ta đập này chúng ta coi tên các bạn. Đập được không? Nhưng không được thì mấy cái này đập không được bạn ơi. Chán với ta, cái này gọi là gì ta? À, mày đừng kiếm cái con quỷ kim cương. Ô lột. Nè, đây nè, đây nè, cái em bottle luôn à. Vậy mình cũng quên tên đó. Mày cho nó kiếm mình luôn ơi. Ui, đừng nổ anh. Ui, trời ơi nó nổ luôn rồi ơi. Con quần này ăn không rồi gọi cứ hết đi phá. Choco media. Chấm hỏi. Dung nhan tạo qua trong lúc đó bạn ơi. Á đủ chứ, con quỷ Reaper đi hít phá ghê luôn bạn ơi, nổ nát nhà ta, á đủ chứ, rồi ok đó, đây nè em auto nè, chế được không? À không chế được mà vậy sao mà sửa được, á đủ chứ, nên để thiếu ba cái nữa chứ, để không đủ, để đủ hết đi thì thiếu ba cái nữa. Rồi đi tiếp ha các bạn, tạm thời cứ biết vậy đi. Ôi đây nó có một cái đường khá là dài nè, trong này có gì hết trong đây không, như không. Ui có cái đồ dập như kìa, ô giấu gương sau lưng nè, rồi coi gì hết không. Ô những cái quần thon một, cái kiếm sắc S2 luôn hả, Ben of Fort 5 luôn. Ô kiếm này mạnh hay kiếm cái cương mình đang xài ha, đồng nè, dưới này dưới này cứ lấy hết đại vậy các bạn, lấy hết về đi. Qua nói chung vô đây thì cũng có đồ ngon chứ, tụi nó không có đồ gì ngon. Ô skeleton hả, mấy con này thì tủ gì, nhuồn ô đóng hết bạn, mà nhìn lực lượng hùng hậu không, zombie này chúng tôi nè, ô chén nó rớt cái đầu luôn kìa các bạn, đầu zombie làm được gì không ta, nó đủ gì á. À con quần này nó kéo lại mình, kéo mình lại bạn ơi, nó có cái hút nè, nó có boss này anh tới nữa kìa. Ô có boss như đây, boss hay gì các bạn, đánh nhau với mấy boss này dữ quá, trời ơi có con hồi máu nữa. Ô có cái quần này mình biết, cái quần thiên hạch hả các bạn, cái quần này thì chúng ta mặc cho sẽ hút rồi ha, hút đồ rồi hả các bạn, nhiều đồ quá ta, mình cấp quất cho đi hả các bạn. Ê chà ok này sự đó bạn ơi, này quá chừng đồ luôn nè. Đây cái quần này quần, đúng rồi, quần thiên hạch thấy không, protection 2 hả các bạn, mặc đỏ cũng được, cái chung là quần này nó đồ của thiên hạch thì nó sẽ hút đồ này các bạn, này các bạn nhìn nè, hay không, nó hút từ từ nè, nó lượm luôn, rất là khỏe. Chúng ta mặc full bộ thì nó còn hút còn dữ nữa, có tao vàng vô đi, cắm đuôi cho các bạn dễ nhìn ha. Đây có cái gì trong đây nè, cho nên nó giấu gì trong đây ta, rồi không có gì trong đây hết ta, tưởng là có gì hết tao nói chứ. Ui zombie kìa các bạn, ôi tao đây có cái gương, sẽ nữa bỏ qua cái gương này, nhìn ô cái gương này hợp lý nha, tin này vàng này với redstone nữa hết rồi. Ui giật mình không anh, chơi cướp hạ nữa hả, ok nói chung là cái dungeon này nó cũng hơi bự đó các bạn ơi. Ok tiếp tục nè, ôi có zombie dưới đây nè, nghe tiếng ngựa kêu ơi, sao kỳ vậy, dưới đây cũng nghe tiếng ngựa kêu nữa. Ui 14 đam ha, wow ui da ui da ui da 16 đam luôn mọi người, ghê hả. Ui chế này ui càng gần càng mạnh đó các bạn ơi, tôi hái này càng gần càng mạnh á, ui chết lan kìa các bạn,
như chém mà quẹt cái tông phiên bản mới vậy. Ủa cái này có gì hot hơn á. Ây da, chết mẹ ta. Nhìn trời ơi, một hit chết luôn đó bạn. Chúng ta gặn càng lâu và càng gần thì sẽ càng nhiều máu ha. Sau đây có con bạch mã ở dưới đây như vậy, ngựa tán hát bạn. Chia ở đây thì chia gần hay được. Xin lỗi bạn nha. Ôi trời ơi, đây có tải hãm ra nữa hả bạn. Ô ô trời ơi, hello anh trai, lâu ngày không gặp. Ui da da da, nó mà thì mình thể kéo rồi các bạn, vui quá ta. Đúng rồi, bắn nhau đi anh em, đúng rồi, bắn đi. Thì hai này đang bắn nhau các bạn đó, bắn nhau đi mấy cô ngu chưa đó, thôi không tốn thời gian nữa mấy này đâu, cho nó bắn nhau đi các bạn, bắn nhau chết thì nó kệ nó, không quan tâm rồi. Cha nữa, sao cái đan sườn này nó bự quá ta, nhìn đi chưa hết nè, tưởng đâu ngắn lắm. Ok, từ đây đi hết không? Wow, đây có con skeleton đây hả? Nhờ ô giáp, giáp mình sắp hư hết trơn rồi bạn ơi. Rồi đường cục hết ta? À chưa hết, còn bên đây nữa. Đủ đâu hết rồi. À đủ giờ sao nên vui với ta đông dữ vậy? Ui ui nó gượt bạn ơi, đông quá ta. Giáp kim cương luôn hả? Ghê vậy, có boss nữa. Ui da, nhắn trai từ từ. Hồi giáp vàng giáp kim cương rồi giáp lưới không à? Ghê vậy. Mình yếu xịu rồi bạn ơi. Con skeleton cho nên là yếu lắm, con lính nó mới mạnh ha. Đây con boss này nè, boss này chúng ta đánh sẽ bị hiệu ứng slow motion. Nhìn có bị chỗ hút nữa bạn ơi. Nó chỗ hút gì mình cũng biết nữa. Nó đủ gì vậy, những bạn mày nhìn mình nè, trời ơi như con nhím luôn bạn ơi. Trời ơi nhìn không ra ha, thằng sẽ tiếp luôn. Rồi cơ bắt đầu nha các bạn, cho mình mới giết con boss nữa thì nó cho mình gì đó. À mới giết con boss nữa cho mình cây này nè các bạn, forget 1 ha, cho mình nhiều hướng ha. Sao cái đây sườn này nhớ nó nhỏ lắm mà sao nó nay bự dữ ta. Có đủ gì rồi, hết đuốc rồi, cắm đuốc hết đuốc rồi. Thế này nó có cái lớp kiến ở đây nè, mình không biết có làm lớp kiến ở đây làm gì nữa. Wow, vậy không gì hết rồi, nó để kiến đây chơi thôi bạn ơi. Ta đi tiếp nè, gắn đi cho xong lẹ chúng ta thức tập nè. Nãy giờ quay lâu lắm rồi đó, dễ. À, biết ngay mà, xem nó dính 7 nè. Thì đây nó có cái 7 nha bạn, bạn đạp cái này thì chắc chắn sẽ 7 nó sẽ ra. Cho nên chúng ta đạp đi. 7 này hơn á, thường mấy cái 7 này nó sẽ có nhung nham dưới ha, nhưng mà mấy cái 7 này nó chỉ có 7 này có nước ha các bạn. Nhưng thường chưa có nhung nham á, vô đây hay chết lắm. Mình cha giờ hết than để cắm làm đuốc, cắm đuốc cho bạn coi rồi, tối hù à. Gắng chịu xíu nha, chắc nghĩ này cũng sắp hết rồi đó. Đập này đi. Cho mà khỏi đập cũng được gì, mình đập một cái là đủ rồi. Ok, ra tới đây luôn ha các bạn. Ở đây nó bị bể nè, nãy em đi ngang khúc này rồi nè. Ôi mấy ngựa tán nhiều thế nha, mấy ngựa tán nó đột kích từ đường này vô chắc luôn. Nhìn mày tính nổ hả mày, mày phá hoại, ăn người phá hoại. Ôi, qua wow, đây có một cái khu nhìn rất là vui. Đánh nhau thì chúng ta thể té xuống như nhau bất cứ lúc nào mà. Không cứ chạy lẹ đi. Ui mày cha nó, cầm cái liềm đánh luôn các bạn, cái liềm này đánh thường không có cần gặn thì cũng 10-11 đam cũng khá là lớn á. Cái liềm này cũng mạnh đó các bạn. Ôi có hàng skeleton nó đang ngồi nè, đông dữ ta. Bạn chịu khó chịu tối xíu ha, mình đánh xíu cái sắp xong, kinh nghiệm quá trời luôn nè. Nó lại kiếm nữa kìa. Đây là mình đang tăng độ sáng hết mức rồi đó các bạn, mình nghĩ là mình có thể thấy được, các bạn chắc khó thấy quá ha. Đánh nốt đi các bạn, lẹ lên nè. Sao cái đang sườn này bự vậy ta, đi xuống tới đây luôn mà chưa hết nữa hả? Ôi skeleton nữa hả? Ây da, hồi nó bắn mà như điên luôn, nó quỷ nè, nó quỷ nè. Đập à, mình chơi mấy cái đố mình cắm đỡ nè. Ok như hết đó các bạn ơi, trên cái khu này nữa. Đây có cái đuốc nè. Ồ đây quá chừng nút luôn ơi, có chừng nguy hiểm, bấm là giọt. Ui quá chừng nút luôn, mình không biết mốt con nút này làm gì nữa. Bấm lại đi các bạn. Ui cái đủ dễ bao anh bấm nổ bom nữa chắc hết đó các bạn, để thấy đường cột à. Có cái đó thì mình bấm mình test thử thôi, nó bấm mới nổ cái đụng mình giật mình luôn. Đủ chứ chơi ngu chứ. Nó có cái đuốc nè, có đỡ hai cây nằm cắm đỡ đi các bạn. Đợi sao mà cái quần vô khó chịu quá, mặc cái quần hạt vô bạn thấy đồ nó bay xung quanh mình liên tục luôn ha. Nó hút quá các bạn, nó hút đồ quá. Ok giờ chúng ta đi lên các bạn, xong rồi cuối cùng cũng xong nè, ổn rồi té xuống nghe mình chết nữa nè. Ok giờ đang ngoài trời tối luôn hả? Ok về nhà các bạn,
Đây nhà mình sẽ tạm tạm biệt các bạn luôn. Ui. Giục cái quần này ra đi các bạn ơi. Cởi quần này ra cái. Nó cứ hút hút đồ vô hoài khó chịu quá. Wow, yên bình hết bạn. Nhạc lên luôn. Đây có cái berry nè, ăn đỡ đi. Blueberry nè. Rất là quen thuộc luôn ha. Nó ngựa nè. Chocobo nè. Chocobo này cửa được các bạn. Nhờ như nó ăn cái trái tái kia kìa. Thì phải cho nó ăn mới được hay gì á. Có yên cửi nó mới được ha. Thôi kệ nó đi các bạn ơi. Giờ mình về mình cất đồ xong chắc mình tạm biệt các bạn luôn á. Tạm dừng video tại ha. Nãy giờ mình quay hơi lâu đó. Tập nay mình chuyển nhà mình cất đồ với mình đánh cái Battle Tower này với mình qua kia mình đánh cái hát bên kia nữa. Đang sườn các bạn, cái đó là cái đang sườn ha. Giờ mình nghĩ là mình sẽ về mình cất đồ và thôi, cất đồ mình nghĩ là lát mình sẽ cất sao. Và giờ thì bạn thấy mình như một con nhím thực thụ vậy. Đó, quá chừng mũi tên luôn, nó bắn mình không ra con người luôn mà. Wow. Thì sau lưng mình giác cái kiếm này ngầu các bạn. Quá ngầu đúng không? Đó, ok thì hẹn lại bạn những tập Minecraft Hexis tiếp theo nhé. Tập này quay khá là dài đó. Hẹn lại bạn những tập Minecraft Hexis sau nhé. Bye bye.